có những cái cách thức nào như cái này thì mình cũng đã nói rồi nếu hôm nay có thể nói lại được thì vẫn nên củng cố thêm cho các bạn đang xem là cái chuyện là giờ bước ra khỏi cái cuộc tình đó kiểu như nào cái mạnh dạng có một cái step hay cái lộ trình hay là một cái hành động gì đó để mà bước ra chứ bây giờ kêu chị thương người xong giờ đừng thương nữa cái cái ngắt dừng đó, nó đâu phải là nói là làm được đâu bây giờ nó phải có những cái step nào để mình mình từ cái thương mà mình hết thương dần dần Từ đang trong mối quan hệ mà mình nhảy ra khỏi mối quan hệ đó nó cũng phải có một cái lộ trình chứ đúng không chị không không hả vẫn phải là một cái câu nó rất quyết là... liệt và thẳng thắn mạnh mẽ nên nó, nó rất là tác thẳng vô trong mặt thôi tỉnh lên người ta không có thương bạn đâu hết tỉnh rồi tỉnh rồi đó vậy nè ý của chị là gì nè bạn cứ rời đi bạn ừ. phải rời đi bạn không cần thiết phải ép bản thân mình hết thương cái người đó ừ. Có điều bạn phải hiểu một điều là người ta không có thương bạn Phải chấp nhận cái sự thật đó phải đúng không? Phải nhớ một điều là người ta không có thương bạn Và không có một cái cuộc tình nào chỉ có một bên thương Mà cuộc tình đó nó được vận hành hết Hết vậy thôi ừ. Mỗi khi nào bạn rời đi đó tùy vào cái nết của bạn ừ. Bạn rời đi bằng cách bạn học nhiều hơn Hay bạn đi tu luôn cũng được nhưng Lan với Điệp cũng được Hay bạn làm cái gì đó không cần biết Đó là tùy vào mỗi người Và từng bước từng bước lộ trình nó cũng khác nhau ở mỗi người ừ. Nhưng bạn phải nhớ một điều là người ta không có thương bạn ừ. Em 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 tự hiểu cái câu của chị có nghĩa là bây giờ bạn phải chấp nhận rời đi và cái chấp nhận rời đi nó sẽ có một cái giá đó là cái nỗi buồn đi theo ừ. cái nỗi buồn đi theo thì có lẽ nỗi đau nữa là nỗi đau và nỗi buồn thì có lẽ là mọi người không thoát ra được là bởi vì mọi người không có muốn trong cái chuyện thoát đó muốn thoát nhưng mà phải muốn thoát một cách nhanh hạnh phúc vui vẻ mà ừ. không có muốn trả giá bằng nỗi buồn hay nỗi đau Ờ, phải trả ừ. giá bằng nỗi buồn và nỗi đau và để bớt buồn và bớt đau hãy chuẩn bị một lộ trình bớt buồn bớt đau chứ đừng đó, chuẩn bị này. cái lộ trình là không buồn và không đau bởi đó. vì không có. Thế thì để bớt buồn bớt đau thì có chuyện khác để làm. bận rộn lên. Làm này làm kia. Đúng rồi, làm này làm kia, <laughs> cái môn mình đó nữa. Bận rộn lên, có ít lên. Có những việc mình tập trung mỗi ngày mặc dù nó rất là gọi là nó nó rất là không khoái cảm cũng được nhưng ừ. mình phải biết là mình đang có những việc của riêng mình và mình cần phải hoàn thành nó rồi đặc biệt là mình mình đi tìm lại chính mình chứ không phải là mình đi tìm tình thương của người bên kia vậy thì chỉ có thể bằng một cách duy nhất tìm lại chính mình thôi là bạn phải hoạt động trên những cái điều thuộc về cuộc đời của bạn ừ. ba má mình đâu rồi sự nghiệp của mình đâu bạn bè yêu của, vui của mình, của mình, mình đâu? đâu bạn bè của mình đâu giá trị cống hiến của mình dành cho cuộc đời này nó nằm ở đâu nằm ở một cái buổi đi à, cô nhi viện cũng được nằm ở một cái buổi mà đi uh, gọi là đi đi quét uh, quét lá rồi uh, gọi như là công ích cũng được nói chung làm gì cũng được trơn á nhưng mà có cái hoạt động của riêng mình ngồi cắm bình bông ngồi ngắm bình bông đó cũng được Đồng ý. kiểu như thế nhưng mà hãy bắt đầu tìm lại với với chính mình với những điều mà mình có thể làm có thể lúc đó bạn làm không có vui đâu nhưng mà bạn có thể làm điều đó Đi nấu một bữa ăn cũng được. Là mình tự làm. Có nghĩa là làm những cái gì mà mình tự làm. Mình không có bị phụ thuộc rằng là mình làm người bên kia có biết hay không. Người bên kia có cho mình làm hay không. Chuyện đó hãy cố gắng dời bỏ nó trong cái suy nghĩ của mình. Thì các bạn yên tâm đi. Bao giờ cũng vậy đó. Một cái nỗi đau tâm lý hoặc là một cái năng lực tâm lý lúc mà mới thực hiện chúng ta phải buộc phải thực hiện nó bằng hành động ý chí. Ừ. Có nghĩa là bạn phải bạn phải kỷ luật, bạn phải ráng kèm làm không có vui vẻ gì đâu nhưng Cưỡng mà bạn phải làm. Thân một siêu, phải không? Đúng rồi, sau đó thì khi mà nó được lặp đi lặp lại thì nó mới thành hành động tự động hóa, cái lộ trình nó là như vậy. Mà yên tâm đi, không có nỗi đau nào ở lại hoài với bạn được, tại vì bạn còn nhiều chuyện để làm lắm. Ai cũng có nhiều chuyện để làm hết á. Em công nhận chuyện đó tại vì rõ ràng là giữa những cái người bạn xung quanh của mình có những người cùng thất tình, cùng thấy một cái mối quan hệ nó độc hại nó không có đáng thì có những người cứ chọn lựa là nằm ôm gối khóc hoài mà em thấy là có những người mà sao khóc bền bỉ khóc kiên trì ôm gối khóc từ sáng khóc tới chiều khóc tới tối ngày hôm sau khóc mà số nước mắt nhiều dữ và cũng có những người họ chọn là khóc chứ khóc mà chắc chắn buồn phải. nhưng mà sau đó họ tìm cái để họ làm họ nghe nhạc họ đi chơi với bạn còn có những cái người kia mình đã mình ở bên cạnh người đó mình nói cho người đó khóc 3 ngày rồi thôi hôm nay đi coi phim tao đi không đi ôm gối khóc tiếp không đi đi làm đi đi không làm mọi người hỏi tôi không biết làm gì thì bây giờ nào mọi người đừng quên là chỉ có mọi người dừng lại vì nỗi buồn thôi chứ thế giới này nó không có dừng lại như ừ. vậy, vậy thì nhà của bạn kiểu gì ngày nào cũng có rác hết á. <laughs> không có ai xả rác không có bụi nữa dùm ơn ngồi giải quyết nhà đi đúng không đồ ngày nào bạn cũng mặc Nhưng kiểu mà gì nó cũng dơ Giờ giặt. <laughs> giặt đồ mỗi ngày bạn buồn ơi là buồn mà nó chợ tâm trí em không phát triển được gì hết. nhưng mà chắc chắn mặt của bạn chắc chắn dơ ngày cần rửa ba lần đi rửa mặt giùm mà <laughs> tóc chắc chắn cần chải. kiểu vậy có nghĩa là đừng đi tìm kiếm những cái hứng cảm mang tính ồ ạt à. ừ. hãy tập trung vào đúng những cái việc cần làm mà dù cho bạn có muốn hay không thì nó vẫn có những cái điều đó yeah. rồi mình cứ tập trung mình 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 làm với cái tiêu chuẩn sạch sẽ cần thiết yeah. ừ. rồi sau đó thì lâu lâu chen vô một hoạt động mới ví dụ như là ở bữa nay là tôi đi nghe nhạc bữa nay tôi đi cà phê qua tuần sau là tôi có một cái bữa đi tô tượng qua tuần kế tiếp nữa là tôi hẹn với một cái đứa bạn Ờ, có nghĩa là hoặc là quan tuần nữa tôi đi nhà sách tôi lang thang một buổi tức là cho những hoạt động mới nó cứ chèn vô chèn vô chèn vô thì từ những hoạt động mới đó nó sẽ nảy sinh tình huống xã hội mới ừ. cái quan trọng là nó sẽ nảy sinh tình huống xã hội mới biết đâu bữa đi nhà sách gặp anh đẹp trai nữa hay sao cái tự nhiên bớt buồn hẳn mình thấy tim mình bắt đầu rung rinh lại tự nhiên cảm thấy buồn chi lâu dữ trời. đó đúng, đúng nha đó cái này rất là đúng bởi vậy người ta nói đó là nhiều khi bạn cứ luôn nghĩ là bạn đắm chìm trong cái nỗi buồn của bạn bạn đâu có hay là nhiều khi chiều nay bạn chỉ cần bước ra khỏi cái cửa nhà bạn bạn đi đổ rác thôi ừ, bạn không biết đâu bạn cũng gặp ái chân à? ái ok cái phòng đổ rác thì sao bây giờ tóm lại nè bạn buồn chi lâu dữ vậy vì bạn cần nhớ một điều là bạn buồn cái đứa bên kia nó cũng không có biết là bạn đang buồn đừng buồn để trừng phạt nó nó đâu có biết đâu trừng phạt nổi gì, có nhiều người chỗ tôi, tôi hủy hoại bản thân tôi, tôi 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 làm cùng làm điên đúng. cho mấy người vừa lòng. Ủa thì họ có quan tâm đâu mà vừa lòng hay Chính không xác. vừa lòng. Tỉnh lên, tỉnh lên hơi đau nhưng mà tỉnh lên. Ừ. Nó tóm lại á là cái ngày hôm nay nó dựa trên một cái comment của một cái bạn người bạn bạn gửi cho mình để bạn nói về cái chuyện là chia sẻ. Nè bạn gửi cho mình là tin nhắn chứ không có comment. Bạn đã nhắn tin cho mình. Bạn đã nhắn tin cho <laughs> mình để nói về câu chuyện là trên tình bạn với tình yêu rồi làm sao thật ra cho đến giờ nha bạn ơi là bạn vẫn chưa có nói cho mình nghe là bạn là ở trong cái trạng thái nào đối tượng nào đối tượng đối tượng tham đối tượng thiếu hay là đối tượng bị thì bạn không có nói rõ ra chuyện đó nên là mình cũng không biết là bạn muốn tụi mình giải quyết cái gì cho bạn nhưng mà giờ nãy giờ đã bóc ra hết tất cả những cái trường hợp những cái câu chuyện đó thì giờ bạn tự soi chiếu cái bạn đang là đối tượng nào thì bạn sẽ lựa chọn cái con đường tiếp theo và bạn muốn như thế nào trong cái mối quan hệ này nó sẽ đi diễn tiến tới đâu thì là do bạn chọn mà thôi. Thì cái ý cuối cùng nãy chị A có nói đó là nếu như bạn đang là cái đối tượng gọi là hơi gọi là nạn nhân trong câu chuyện này vì mình không có mong muốn chuyện đó nhưng mình đã lỡ rơi vào rồi thì giờ có một cái cụm từ nó trở thành keyword của ở đây có chuyện luôn rồi, <laughs> làm này làm kia cái gì cũng phải làm này làm kia tại vì nếu như mọi thứ nó chỉ dừng mãi mãi ở trong suy nghĩ và mong muốn mà nó không có biến từ cái muốn nó thành cái làm thì chúng ta sẽ chết trôi luôn ở trong cái vũng lầy của mình và một lời nhắc nhở trước khi chia tay dành cho những bạn mà thích mối quan hệ mập mờ với người khác đó là sự xếp lịch nó cũng khá là mệt mỏi <laughs> hãy sống một cách có chất lượng và gọn gàng À, và nhắn chung cho tất cả mọi người rằng đó là mặc dù chúng tôi hiểu rằng là cái khoái cảm ở cái giai đoạn mà mập mờ nó là một cái khoái cảm nó rất là thú vị nhưng lưu ý rằng nếu như nó kéo dài thì nó làm suy giảm chất lượng cuộc sống của các bạn rất là nhiều ha. Và bây giờ thế. Chương trình đến đây là kết thúc và nhà tài trợ của chương trình. <laughs> Hẹn gặp lại các bạn trong những tập tiếp theo của Ở đây có chuyện và Uh, ngoài đề tài tình yêu là Còn rất là nhiều những cái trăn trở Những câu chuyện khác Mà nếu như các bạn cảm thấy là muốn uh, Muốn được chia sẻ Muốn được tám với nhau nhiều hơn Thì để lại comment dưới chương trình Hoặc là nhắn tin riêng Đúng chưa? Đúng rồi, Đúng rồi. Nhớ subscribe kênh nữa Bây giờ thì Xin chào và hẹn gặp lại các bạn